Này quay gì mà lôi nhau ra giận siêu thị ấy bạn? Nhanh tôi còn về cho con bú nào. À, tôi tìm mua kem đánh răng ấy mà. Tôi thật tiện thể làm video về kem đánh răng luôn. Ui giời, bạn cứ cầu kỳ. Kem đánh răng loại nào tôi chả thấy giống nhau. Ôi, thế răng bạn mới vàng như đậu rán đấy. Cái hóa chất gì cho vào mồm là phải hiểu bạn ạ. Đây để tôi giải thích cho. Thì phần lớn những cái loại kem đánh răng trên thị trường hiện nay ấy, trong thành phần của nó đều có chứa sodium fluoride NaF ấy. Cái chất này nó sẽ thâm nhập vào men răng để tái khoáng hóa men răng, ngăn ngừa các cái vi khuẩn gây sâu răng và làm giảm nồng độ axit trong khoang miệng nữa. Khá nhiều tác dụng như thế mà lại còn rẻ nữa. Nên cái NF này nó được dùng phổ biến và từ lâu lắm rồi bạn ạ. Tốt thế thì có loại bình dân mà dùng thôi bạn. Nhưng mà nó chỉ tốt khi đúng liều lượng thôi bạn ạ. Vì trong nước sinh hoạt cũng có chứa NF. Thành ra khi đánh răng, cái nồng độ NF nó lại cao, rất dễ gây buồn nôn nếu mà gặp người nhạy cảm. Còn nếu mà lỡ nuốt phải ấy, thì lại còn đau bụng hay là ngộ độc nhẹ nữa cơ, nhất là với trẻ em ấy. À đây rồi, kem đánh răng tôi đang tìm đây rồi. Đây, kem đánh răng Bio Unique đến từ châu Âu đấy. Ui, loại gì mà trông đen đen toàn hình mấy cục than thế này. Hay của nó đấy bạn ạ, vì trong thành phần của nó có chứa tới tận 3 loại than là than gỗ, than tre và than hoạt tính, nên tính hấp thụ tốt lắm. Nó sẽ dễ dàng loại bỏ những cái mảng bám khỏi men răng. Mà hay hơn nhá, là nó lại không dùng NaF. Người ta sử dụng canxi hydroapatit. Chất này nó sẽ có tác dụng bảo vệ men răng khỏi những cái tác nhân gây hại, tăng cường sự phục hồi của men răng, nên rất tốt với những ai mà răng nhạy cảm. Mà nó lại còn an toàn nữa chứ, phù hợp với cả trẻ em luôn. Nghe cũng ngon lành đấy nhỉ. Nhưng nó có làm răng trắng lên không? Chứ răng tôi hơi vàng. Có chứ bạn, mấy cái chất tôi vừa kể nó làm được mà. Nhưng mà nó làm răng trắng lên từ từ nhẹ nhàng thôi, phải tầm từ 3 đến 4 tuần thế nó mới an toàn. Chứ nhiều cái loại kem đánh răng mà trắng nhanh nhá, là toàn cho nhiều hydroperoxid oxy già ấy bạn, nó tẩy trắng phau luôn. Nhưng mà hại lắm, chả mấy răng lại đen với vàng đi, vì nó làm răng yếu đi. Ok, tôi tìm bạn mua mấy tuyếp về cho cả nhà dùng luôn. Nhưng mà cứ phải ra siêu thị này mua thì hơi ngại nhỉ. À không, trên TikTok shop cũng có ấy mà, cứ rủ bạn ra siêu thị chơi tí cho nó mát thôi.